Shop Solar Cà Mau xin kính chào các anh chị và các bạn. Shop Solar Cà Mau chuyên cung cấp biến tần, tấm pin và các linh phụ kiện, ắc quy để chúng ta có thể tự lắp đặt cái hệ lưu trữ độc lập cho gia đình mình. Thì trong khuôn khổ video hôm nay, Shop Solar Cà Mau sẽ chia sẻ chúng ta cái cách để chúng ta có thể cài đặt cái wifi cho con biến tần. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn chung với các bạn. Chúng ta có thể cài đặt wifi cho con biến tần Eco Power, cho con Evo hoặc là con Sumri nữa các bạn. Thì cái wifi có cái modem đó là Pro 05 các bạn, Wi-Fi Plus Pro 05. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn ta chi tiết. Thì thật ra thì trước đây mình cũng có video chia sẻ chúng ta cái cách để chúng ta có thể cài đặt rồi. Tuy nhiên từ tháng 7 năm 2024 đến nay thì cái phiên bản nó đã cập nhật lại và cái giao diện nó lại khác. Chính vì vậy là trong quá trình chúng ta cài đặt chúng ta gặp khó khăn rất là nhiều. Và cũng kể từ tháng 8 năm 2024 thì cái wifi này chúng ta có thể cài lên cho bất cứ các cái dòng Sumri, Eco Power hay là Evo nào. Trước đây thì trong quá trình cài đặt á, thì nó gặp rất là nhiều cái lỗi, nhưng mà kể từ thời điểm tháng 8 là mọi thứ đã trở lại bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ chúng ta cái cách để chúng ta có thể cài đặt cho các cái dòng biến tần này. Thì mình sẽ thực hiện thao tác trên con biến tần Eco Power các bạn. Thì Eco Power là một cái thương hiệu của Sumri. Chúng ta nhìn thấy cái tổng thể là nó là của Sumri đó các bạn. Nhưng mà chẳng qua là in cái chữ Eco Power này thôi. Vậy thì các bạn từ đây trở về sau, nếu mà các bạn sử dụng hàng Sumri hết thì chúng ta có thể sử dụng Eco Power bình thường nha các bạn. Công suất rồi các cái thông số là nó đều là như nhau và nó cùng hãng của Sumri. Rồi để cài đặt đó thì mình sẽ thực hiện thao tác trên cái điện thoại khác để chúng ta theo dõi, chứ còn mình quay màn hình lại thì nó rất là nhỏ, chúng ta rất là khó. Rồi mình xin nhắc lại nha, cài đặt wifi này trên con Eco Power, Evo cũng như là Sumri. Rồi mình sẽ thao tác chậm, các bạn chú ý theo dõi. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào CH Play các bạn. Chúng ta vào CH Play, chúng ta tìm một cái phần mềm mang tên là Smart ESS nè. Smart ESS Sờ, đây nó có sẵn đó các bạn. Đây các bạn nhìn nha, chữ Smart nè, Smart ESS nha. Rồi các bạn bấm ra. Đây là cái biểu tượng của Smart ESS đó các bạn. Đây các bạn nhìn kỹ nha, Smart ESS. Rồi mình đã cài rồi thì bây giờ chỉ cần mở ra thôi. Rồi khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản. Chúng ta bấm vào cái chữ sign up nữa các bạn, để các bạn đăng ký một tài khoản. Thì để đăng ký một tài khoản thì các bạn đầu tiên phải có một cái địa chỉ email nha, để chúng ta có thể là cài đặt. Còn bây giờ thì nó chưa hỗ trợ cho chúng ta cài đặt qua số điện thoại. Rồi đầu tiên chúng ta đặt cái tên, ví dụ như là mình sẽ đặt cái tên là Solar Cà Mau đi, Solar Cà Mau. Rồi mình đặt cái tên là Solar Cà Mau các bạn. Rồi cái địa chỉ email, mình nhập cái địa chỉ email vào. Cái này mình ghi chưa đúng các bạn. Solar Cà Mau. Rồi mình nhập một địa chỉ email, các bạn nhập địa chỉ email của các bạn nha. Ở đây mình nhập là địa chỉ email của mình nè. solarcamau.vn @gmail.com các bạn. Rồi các bạn bấm vào chữ obtain. Rồi đã gửi một cái mã code đến địa chỉ email. Bây giờ chúng ta sẽ mở địa chỉ email ra, chúng ta lấy cái mã code, chúng ta thực hiện thao tác này nhanh các bạn, trong vòng chỉ có 60 giây thôi. Rồi các bạn mở ra đây. Nó gửi cho chúng ta một cái địa chỉ, một cái thư điện tử nè. Desk monitor như nè. Đây chúng ta nhìn thấy có cái mã đây rồi, chúng ta khỏi mở ra. 606250. 606250. Rồi chúng ta quay trở lại ứng dụng chúng ta mở ra. 606250. Trong vòng có 30 giây thôi các bạn thực hiện thao tác chậm luôn rồi đó. Rồi mật khẩu thì các bạn mật khẩu nào cũng được. Ở đây ví dụ mình đặt thử là A B C D E 1 2 3 4 5, các bạn đặt mật khẩu gì các bạn phải nhớ nha, nhấp lại A B C D E 1 2 3 4 5, mình nhập lại để không có bị quên các bạn. Rồi cái mình chắc vào đây nha, rồi bấm vào sign up. Chúng ta thao tác nhanh các bạn, trong vòng 60 giây vừa rồi là mình còn có 1-2 giây đó. Rồi sign up thành công có nghĩa là các bạn đã đăng ký tài khoản thành công, thì mình bấm vào chữ login thôi. Rồi khi chúng ta đã cài đặt thành công rồi thì cái giao diện nó như thế này, nó chưa có gì cả.
Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái wifi nè, chúng ta kết nối vào một cái jack đi kèm. Đây chúng ta kết nối đầu trên này trước đi các bạn. Đây chúng ta kết nối vào, nó đúng chiều thôi nha, sai cũng không được đúng không các bạn. Rồi trên con biến tần thì chúng ta sẽ ghi vào cái cổng RS232 nè, có cái chữ wifi nè. À, các bạn ghi đúng chiều nha, sai cũng không được đâu các bạn. Rồi khi nào mà các bạn ghi vào nha, cái cách là được đó. Đấy. Rồi lúc đó là trên cái thu wifi nó sẽ có một cái đèn thôi, chỉ có duy nhất một cái đèn sáng thôi các bạn. Rồi trên cái ứng dụng thì chúng ta bấm vào dấu cộng. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết nên hơi dài một tí thì các bạn quan sát ai cũng có thể làm được cả. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ quét mã vạch này các bạn. Trường hợp các bạn quét mã không được thì các bạn có thể nhập vào. Ở đây là mình quét mã nha các bạn. Đấy, nếu mà không quét mã được thì chúng ta nhập vào cái dòng chữ này nè các bạn. Đấy, chúng ta nhập đúng nha, in hoa anh thường và các số. Rồi con biến tần của mình là con 6 ký thì chúng ta ghi số 6 thôi. Còn con biến tần của mình 10 ký thì mình sẽ ghi số 10. Có ba cái dòng mình chú ý thôi, một là chỗ mà có dấu sao đỏ đó các bạn. Rồi địa chỉ thì ví dụ mình ở Cà Mau thì mình ghi Cà Mau, các bạn đừng để dấu nha, để dấu là bị lỗi đó các bạn. Rồi mình ghi không dấu nha, rồi bấm vào complete. Rồi khi chúng ta bấm vào á thì ở đây tùy theo dòng đó các bạn, có dòng thì nó sẽ không xuất hiện cái này đâu, có trường hợp thì nó xuất hiện như thế này, chuyện rất là bình thường thôi nha. Rồi mình cứ bấm vào chữ device nè, mình chọn chữ BN nè. Đấy, lúc đó nó xuất hiện như thế này. Nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào chữ Mi nha. Bấm vào chữ Mi nè các bạn. Rồi, bấm vào chữ gì nè, mình cũng không rành tiếng Anh lắm. Chữ distribution tool như nè. Rồi mình bấm vào đây các bạn. Rồi mình chọn Wi-Fi network. À, đến đây thì chúng ta sẽ mở cái wifi, mở wifi của mình lên. Mình chọn có một cái wifi xuất hiện nè. Là cái gì 0075 đuôi nữa các bạn. Ở đây thì do mình có một cái nữa cho nên là chúng ta lưu ý nha. Ở các nhà các bạn thì chỉ có một thôi, đây 0075 đuôi này, chúng ta bấm chọn vào đây. Thì ý nghĩa của này là như thế nào? Chúng ta đang kết nối điện thoại của chúng ta với cái cục wifi này. Thì cái mặc định trong của cái tờ hướng dẫn kèm theo á là nó có. Đây mình sẽ mở ra chúng ta xem luôn. Mặc định trong này nó là 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn có thể mở ra các bạn đọc hoặc là các bạn nhớ gì cũng được. Đây nè, mật khẩu mặc định là 1 2 4 5 6 7 8 nè. Rồi mình nhập vào nha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Các thao tác này là chúng ta phải thực hiện chính xác nha, sai là nó sẽ bị lỗi đấy. Hiện giờ là điện thoại chúng ta đang kết nối với cái wifi này. Rồi chúng ta bấm next step. Nó hiện gì kệ nè, mình cứ bấm vào. Có thể thực hiện bấm 4 5 lần, cũng một số trường hợp chúng ta phải bấm 4 5 lần đó, nhưng không sao. Khi nào nó xuất hiện giao diện như thế này là đúng rồi. Rồi các bạn bấm vào biểu tượng wifi. Lúc này điện thoại chúng ta đã kết nối với cái wifi này rồi. Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ nạp cái wifi nhà mình cho cái bộ thu wifi này. Khi chúng ta đã bấm vào đây thì nó sẽ xuất hiện những cái wifi, chúng ta chọn cái wifi nhà của mình. Chúng ta nhớ là chúng ta chỉ chọn từ 2.4G thôi nha, 5G nó không nhận đâu. Rồi chúng ta chọn wifi nhà của mình nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu wifi nhà của mình. Các bạn lưu ý là mật khẩu wifi nhà của mình nha các bạn. Rồi chúng ta bấm vào OK. Đấy, rất là nhanh thôi, nó sẽ chuyển qua là thành công. Chúng ta hiểu là hiện giờ là cái thiết bị wifi này nó đã được nạp cái wifi nhà của mình. Rồi chúng ta bấm vào chữ back to home base nè các bạn. Rồi chúng ta quay trở lại monitor. Rồi chúng ta đợi một tí nha. Đợi một tí. Đây lúc này là cái thiết bị wifi của chúng ta đã nhận đủ 4 cái đèn nữa các bạn. Rồi chúng ta bấm vào chữ BN, chúng ta chọn device. Đấy, lúc này nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện cái wifi mà mình đã cài đặt thành công. Rồi chúng ta bấm vào đây, chúng ta đổi tên thôi. Bấm vào đây nè các bạn. Bấm vào Edit Name nè. Đấy, chúng ta đổi tên lại. Chứ để cái dòng chữ này nhìn nó không được đẹp. Ví dụ là Echo 10,2 kW. Bấm vào Config các bạn. Đấy.
Rồi khi chúng ta thấy trên màn ảnh là đây là cái giao diện của cái phần mềm của chúng ta, thì ở đây nó để chữ alarm, nó cảnh báo là gì? Thật ra là mình chỉ có kết nối cái con biến tần này với điện lưới thôi, chưa có ắc quy, chưa có tấm pin mặt trời, cho nên nó hiện như thế này. Rồi chúng ta vào những cái cài đặt nhỏ thôi, chúng ta bấm vào data setting này. Rồi chúng ta chọn cho mình là PV input power, đây là cái nó hiện số watt của cái tấm pin mặt trời của chúng ta. Rồi PV input volt là hiện cái điện thế của tấm pin mặt trời. Battery volt, đây là những cái chúng ta nên chọn nha. Rồi hai dòng trên chúng ta có thể là chọn hay không chọn thì tùy, nhưng mà ba dòng mà chúng ta nên chọn là battery volt là một nè, PV input volt và PV input power. Có một số dòng thì nó không hiện ra, còn nếu có thì chúng ta chọn không thì thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái wifi nhà mình để có nhiều dữ liệu hơn để mình hướng dẫn ta cách sử dụng luôn. Đây chúng ta thấy không, ta đổi tên thành Eco Power 10.2 nè. Đấy, chúng ta xem, ta bấm vào thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đổi qua cái wifi nhà của mình. Đây, mình đổi wifi nhà mình. Các bạn bấm vào chữ auto login nha, để lần sau chúng ta mở ứng dụng là nó nhảy vào luôn. Rồi đây là cái consumer 10.2, mình sẽ nói là consumer 6200W mà mình đang sử dụng. Khi mọi thứ bình thường nó sẽ hiện chữ normal như thế này và hiện màu xanh. Rồi chúng ta chỉ cần bấm vào xem thôi. Rồi trong cái giao diện chính của nó chúng ta nhìn thấy nè, là gồm có là bên tay trái nè, bên tay trái nè, biểu tượng mặt trời và tấm pin là được 909W, như là tấm pin hiện giờ tạo ra là 909W. Rồi, còn cái chỗ mà ắc quy 9 mấy% là chúng ta không quan tâm đến nha, vì thật ra nó báo không chính xác, là phần trăm trong cái năng lượng mặt trời nó báo không chính xác đâu mà. Rồi còn cái ngôi nhà và hình vuông vuông này là tải nhà của mình nè, tải nhà đang 643W nè. Hiện giờ cột điện lưới vẫn chạy vào nhà, thì chúng ta nhìn thấy biểu tượng là điện lưới nè, nó chạy vào biến tần, tấm pin chạy vào biến tần nuôi tải nhà và biến tần nạp vào ắc quy, có nghĩa là tải hiện giờ là đang nhỏ hơn cái tấm pin, cho nên dư điện nó sẽ nạp vào ắc quy. Đây là giao diện chính nữa các bạn, battery volt nó hiện đây nữa các bạn, và những cái thông tin này chúng ta chọn ở chỗ data setting nó sẽ nằm ở đây. Đấy, chúng ta thấy không, AC hiện giờ tải mình đang bao nhiêu, rồi cái tấm pin mặt trời là bao nhiêu volt nè. Tùy theo cái giao diện của bên mình thì nó sẽ không có cái PV input power, nó không có cái đó thì không có thì thôi. Rồi trong quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta quan tâm đến một cái vấn đề quan trọng nhất, đó chính là mặt trời hàng ngày tạo ra được bao nhiêu điện, thì chúng ta bấm vào đây các bạn, bấm vào chỗ 909 nè, nó đang ở cái thẻ là energy flow nè. Rồi chúng ta bấm vào đây nha, đây nó sẽ thống kê nè, 31/8/2024, từ sáng giờ nó tạo ra được 1,7 kg, thì hôm nay là trời không có nắng thôi mà, trời vui vui, nhưng mà nó vẫn tạo ra được cái mức, thấy không, trên 700W thôi, mình có 4.000W pin thôi mà. Rồi đây là ngày 31/8 nè, chúng ta muốn quay lại 30/8 thì bấm vào đây, đây ngày 30/8 nó tạo ra được 17,3 kg điện thôi. Rồi tương tự như thế những ngày khác nha, chúng ta bấm và chúng ta nhìn trên cái video này chỉ nè. Ngày 28/8 có 3 kg mấy, hôm đó mưa tối ngày luôn rồi. Rồi đó là chúng ta xem theo ngày nha. Rồi còn các bạn muốn xem tổng thể hơn thì các bạn vào cái cột chữ chart nè, nó vẫn thống kê theo ngày, nhưng mà nếu mà chúng ta bấm vào chữ tháng nè, nó sẽ thống kê theo cái dạng cột như thế này. Mình sẽ nhìn, mình coi trong biết là trong tháng 4 của tháng 8/2024 nè, cái ngày nào là tạo ra nhiều điện nhất. Đây ngày 9 này, số 9 là ngày mà tạo được 20 kg điện này. Cái ngày ít nhất là mấy ngày mới nãy đó, là ngày 28 tạo có 3 kg mấy. Đây là cái cột. Nếu mà chúng ta chọn bên cái tab 5 á, thì nó sẽ hiện theo tháng. Ví dụ tháng 1 nè, tháng 1 là mình được 331 kg nè, tháng 2 nè 361 này. Thì hàng tháng mình quay video cho các bạn là mình nói ở cái tấm pin của mình tạo ra bao nhiêu điện là mình dựa vào cái này các bạn. Tháng 4 nhiều nhất là 437 kg nè. Đây là thống kê theo tháng nha, còn các bạn thống kê theo năm thì các bạn bấm vào tutorial. Đây là ứng dụng này nó lưu trữ tất cả luôn các bạn. Đây của năm 2023 nè, mình lúc đó mình gắn wifi là vào tháng 10 vậy đó. Thì được có 628 kg, nhưng mà đến năm 2024 thì hiện giờ là mình đang được là 3062 kg. Thì đây là một số cái điểm chính chúng ta cần quan tâm thôi. Và ngoài ra thì chúng ta có thể bấm vào chữ analysis đây. Ở đây mình bấm vào chọn battery volt. Chúng ta chọn battery volt, bấm vào đây chọn battery volt nha.
Thì nhìn vào đây chúng ta sẽ biết được ắc quy của chúng ta là cái thời điểm mà xuống thấp nhất là bao nhiêu volt và lúc mấy giờ. Ví dụ mình cài đặt 48V, 48V là ắc quy yếu để nó lấy lưới nó nuôi tải, thì lúc đó là 5 giờ 55 phút này. Đấy, chúng ta nhìn cái biểu đồ này. Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này chúng ta sẽ biết được ắc quy chúng ta là cạn vào lúc mấy giờ và cao nhất là mấy giờ, cũng vâng, của những ngày trước đúng không? Rồi một ngày ắc quy chúng ta lặp lại bao nhiêu vòng thì trong này có hết các bạn. 48V vào lúc 1 giờ, 48V vào lúc 20 giờ, vân vân. Nói chung là các bạn cứ sử dụng một thời gian là các bạn sẽ hiểu được. Thì đây là một số cái chia sẻ của mình trong việc sử dụng cũng như cài đặt cái wifi cho các cái dòng biến tần Eco Power, Evo cũng như là Samri. Thì các bạn thời gian qua các bạn hỏi rất là nhiều nhưng mà mình không có thời gian để mình làm video hướng dẫn, thì hôm nay mình đã hướng dẫn chi tiết chúng ta cái cách cài đặt cũng như là sử dụng cái dòng wifi này. Thì trong quá trình chúng ta sử dụng, nếu mà chúng ta có thắc mắc gì hoặc là chúng ta cần liên hệ mua sản phẩm biến tần, tấm pin, các linh phụ kiện ắc quy, chúng ta liên hệ với số điện thoại mình để màn ảnh chúng ta. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.